Những ngày qua, khi những diễn biến cuối cùng của các giải đấu mùa hè hấp dẫn như LPL, LCK đã qua đi, cộng đồng ngày càng dành nhiều sự chú ý hơn cho màn leo thách đấu máy chủ Hàn Quốc của một cựu tuyển thủ lừng danh nhưng cũng đầy tai tiếng. Zeros, chàng dế lửa năm nào từng khoác áo phong vũ Buffalo đại diện VCS khuấy đảo đấu trường quốc tế, đây lại một lần nữa khiến khán giả trầm trồ với tài khoản đặt mức xếp hạng thách đấu ở máy chủ được cho là khó bậc nhất thế giới này. Nhìn những pha giao tranh mãn nhãn, những màn xử lý kỹ năng thượng thừa ngang cơ với nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp xứ sở kim chi đã khiến không ít người phải nuối tiếc cho anh ta. Vậy ở Zeros có gì để người ta phải nuối tiếc đến như vậy dù đã hơn 2 năm trôi qua kể từ lệnh cấm thi đấu? Hôm nay hãy cùng Cà phê Liên Minh tìm hiểu về điều đó nhé. Trước khi bắt đầu video, sẽ thật tuyệt vời nếu các anh em có thể để lại cho chúng mình những lượt like, đăng ký kênh và bình luận góp ý nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược thời gian để nhìn lại hành trình của Zeros nào. Tuyển thủ Zeros có tên thật là Phạm Minh Lộc, sinh ngày 6 tháng 10 năm 2000, là một người chơi có trình độ kỹ năng cá nhân cực kỳ cao và là một trong số những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất cho người hâm mộ xuyên suốt lịch sử VCS, dù hiểu theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nơi các anh em ruột đều theo đuổi sự nghiệp eSports từ những ngày mà nền Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam còn non trẻ. Zeros chính là em út của hai cựu tuyển thủ Phạm Minh Tài, Vigos và Phạm Minh Phước, Minas. Có một sự thật thú vị rằng cả ba anh em nhà Zeros đều có cùng một đam mê và định hướng theo đuổi nghề tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, tạo nên một gia đình có truyền thống eSports cực kỳ đặc biệt trong làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, đây không phải điểm chung duy nhất giữa cả ba anh em này, bởi có lẽ do cùng lớn lên trong một gia đình, chịu ảnh hưởng lẫn nhau và cùng ảnh hưởng bởi một môi trường giáo dục, nên xu hướng hành xử cũng có phần tiêu cực giống nhau. Những điều này đã có phần không nhỏ trong việc dẫn đến những kết cục đáng tiếc cho cả ba anh em nhà họ. Người anh cả trong gia đình chính là Vigos, người từng có thời gian thi đấu tại VCS trong giai đoạn 2013 đến 2016. Thời gian mà người ta biết đến anh nhiều nhất là thời điểm anh khoác áo những đội tuyển danh tiếng thời đó như Sài Gòn Fantastic Five hay Sài Gòn Jokers với vị trí hỗ trợ. Đặc biệt, trong năm 2014, anh đã từng có thời gian sát cánh với chính em trai Minas trong màu áo của Sài Gòn Fantastic Five, tạo nên cặp đôi đường dưới tương đối ăn ý. Góp mặt trong những đội tuyển tiếng tăm, song đáng tiếc thay, điều mà người ta nhớ về anh cả của Zeros nhiều nhất lại là những scandal hành hung trọng tài thời còn thi đấu nghiệp dư, hay sau này là những drama không hồi kết với huấn luyện viên trong màu áo của Sài Gòn Jokers. Hành trình của Vigos với Liên Minh Huyền Thoại khép lại vào giữa tháng 5 năm 2016 khi anh khoác áo Zotac United, chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp với duy nhất một chiếc vô địch VCSA mùa đông 2013. Kế đến là Minas, xạ thủ lừng danh một thời của VCS, người anh trai thân thiết nhất với Zeros và cũng từng cùng Zeros góp mặt trong một số câu chuyện bên lề ngoài giải đấu. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp cũng cùng khoảng thời gian với người anh Vigos vào năm 2013, cũng trong màu áo của đội tuyển X-Game. Anh rời đội tuyển này chỉ ít tháng trước khi đội giành chiếc vô địch VCSA mùa đông năm đó. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho Sài Gòn Fantastic Five sau đó, Minas thể hiện trình độ kỹ năng cá nhân vô cùng điêu luyện ở vị trí xạ thủ, góp phần đưa đội hình này bay cao và giành liên tiếp các chiếc vô địch VCSA và GPL mùa xuân 2015. Đặc biệt, trong trận chung kết GPL 2015, anh đã cùng các đồng đội Sài Gòn Fantastic Five nghiền nát Bangkok Titans, đại kình địch của VCS thời kỳ đó, với tỷ số 3-0. Chiến tích vẻ vang trong nửa đầu 2015 tuy ngắn ngủi nhưng là quá đủ để khẳng định đẳng cấp của Minas so với các xạ thủ hàng đầu thời đó. Tuy nhiên, cũng giống với người anh Vigos, sự nghiệp thi đấu của Minas cũng ngập chìm trong các drama. Đầu tiên là nghi vấn đi đêm, tham gia cá độ và phải nhận án phạt từ Riot Games. Điều này đã khiến phong độ của anh ta có phần đi xuống trong giai đoạn sau của sự nghiệp. Sự nghiệp xuống dốc đã khiến anh quyết định chuyển sang thi đấu tốc chiến sau khi rời GAM vào giữa năm 2019. Đến năm 2021, cái tên Minas một lần nữa lại làm cộng đồng eSports xôn xao. Song không phải vì thành tích hay phong độ đỉnh cao như năm nào, mà là vì tham gia cá độ trong quá trình thi đấu. Hành động này dĩ nhiên đã phải nhận án phạt vô cùng nghiêm khắc từ phía nhà phát triển Riot Games là cấm thi đấu vĩnh viễn các giải đấu eSports do Riot tổ chức. Việc ngựa quen đường cũ và để bị cấm thi đấu vĩnh viễn đã trở thành vết đen sau cùng trong sự nghiệp, chấm dứt tư cách một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp của Minas trong tai tiếng và những lời gièm pha. Trong số 3 người con trai của gia đình, Minh Lộc có lẽ là người thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu tuyển thủ, tạo được tiếng vang lớn nhất không chỉ trên đấu trường quốc nội, khu vực mà còn là trên toàn cầu, điều mà hai người anh của Zeros vẫn chưa làm được. Theo bước chân của anh trai, hành trình của Zeros với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu từ năm 2017 trong màu áo của Hall of Fame thuộc khu vực Đông Nam Á trước đây. Tuy nhiên, phải đến khi anh xuất hiện trong màu áo vàng đen của GAM vào cuối năm 2017, cái tên Zeros mới có lần đầu ra mắt đấu trường VCS.
Tại giải đấu mùa xuân 2018, Zeros cùng Gam đã bại trận đầy đáng tiếc với tỷ số 2-3 trước Evos trong trận chung kết, qua đó vượt mất tấm vé đến với MSI 2018 trong gang tấc. Tuy nhiên, anh không phải tiếc nuối quá lâu bởi ngay sau khi chuyển đến Buffalo vào mùa hè cùng năm, anh đã lập tức cùng những người đồng đội mới lên ngôi vô địch và tiến thẳng đến chung kết thế giới với tư cách là lá cờ đầu của VCS. Tại đó, Zeros đã có cơ hội để tỏa sáng và đem đến cho khán giả quốc tế những màn trình diễn kỹ năng cá nhân vô cùng mãn nhãn, thậm chí thành công quật ngã cả những gã hề châu Âu G2. Đáng tiếc rằng, anh đã không thể cùng đồng đội có lần đầu đưa VCS vượt qua vòng bảng chung kết thế giới khi chỉ đạt hiệu số 2-4. Trở về VCS, anh tiếp tục khuấy đảo đấu trường quốc nội khi cùng Phong Vũ Buffalo giành top 1 vòng bảng và sau đó bảo vệ thành công chiếc vô địch VCS trong trận chung kết với NGO Evos. Với chiếc vô địch mùa xuân 2019, Zeros và các đồng đội chắc chắn sẽ trở thành đại diện của VCS tham dự kỳ Mid-Season Invitational được tổ chức ngay trên sân nhà khi giải đấu được đồng tổ chức bởi cả Việt Nam và Đài Loan. Trong trận đấu khai màn, đội chủ nhà Phong Vũ Buffalo đã phải chạm trán với đương kim vô địch thế giới IG và Zeros phải đối đầu với đường trên MVP thế giới The Shy. Tuy nhiên, thay vì chùn chân e sợ, Phong Vũ Buffalo đã cho thấy lối đánh máu lửa, không ngại va chạm, thậm chí còn khát máu hơn cả LPL. Góp phần không nhỏ trong lối chơi đó chính là chiến ý cao ngút trời của Zeros khi đã nhiều lần hạ gục The Shy và đồng đội, thậm chí thành công cân hai khi bị hai nhà vô địch thế giới vây đánh ở đường trên. Chừng đó là quá đủ để cho thấy đẳng cấp và tinh thần chiến đấu của Zeros không hề tầm thường. Dù không thắng được đương kim vô địch thế giới, song Zeros đã cùng các đồng đội làm khó IG, khiến họ bị ngợp hoàn toàn trước một đòn phủ đầu từ khu vực nhỏ hơn như VCS. Trong phần còn lại của giải đấu, phong độ bay cao của Zeros đã góp phần không nhỏ đưa VCS vào top 6 đội tuyển mạnh nhất MSI 2019. Bảng thành tích của Zeros tiếp tục được nối dài khi trở lại màu áo của Gam. Chiếc vô địch VCS mùa hè 2019 là minh chứng rất rõ cho điều đó. Việc liên tiếp giành đến 3 chiếc vô địch quốc nội trong 2 màu áo khác nhau là một lời khẳng định vô cùng rõ ràng cho đẳng cấp và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Zeros. Tuy nhiên, kể từ sau chung kết thế giới 2019, thành tích của anh dần tuột dốc và những drama, ồn ào cũng bắt đầu vây lấy anh ta như cách đã vây lấy hai người anh của Zeros. Mùa hè 2020, Gam sẩy chân 2-3 trước Team Flash. Sau này, khi chuyển sang thi đấu cho các đội tuyển khác như Evos hay SC, Zeros đều không thể cho thấy một phong độ hủy diệt như trước nữa. Ở chiều ngược lại, drama do chính Zeros tạo nên về câu chuyện tố Gam nợ lương mình đã đem lại cho anh vô số rắc rối. Trong thời gian khoác áo SBTC Esports, Zeros đã đăng đàn và có những phát ngôn thiếu suy nghĩ cho rằng Gam đã nợ lương mình trong thời gian còn thi đấu. Sự việc này đã làm dậy sóng trong cộng đồng, gây chia rẽ trong dư luận khi không có đủ thông tin xác thực từ phía Zeros. Thậm chí, chàng dế lửa còn tham gia vào một cuộc khẩu chiến gay gắt trên mạng với cựu bình luận viên Izumin Khánh Hiệp, lúc này đã chuyển sang làm việc cho Gam. Sau tất cả những lùm xùm đó, vụ việc đã được làm sáng tỏ rằng Zeros mới là người sai trong sự việc này khi đã không đọc kỹ hợp đồng, hiểu sai vấn đề và vội vàng kết luận không đúng sự thật, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến Gam và cả giải đấu. Ngay lập tức, án phạt đã được ban tổ chức VCS và SBDC Esports đưa ra cho tuyển thủ này nhằm cảnh cáo các phát ngôn thiếu suy nghĩ của anh ta với tổng hình phạt gồm cấm thi đấu một trận và giảm 50% thu nhập từ các nguồn bao gồm tiền thưởng của giải đấu, lương hay tiền stream. Sau sự việc này, chúng ta có thể thấy được rằng Zeros tuy là một tuyển thủ có tài, sở hữu nền tảng xuất sắc về kỹ năng cá nhân cũng như tư duy eSports, song cũng là một con người còn quá non trẻ, thiếu chín chắn trong cách phát ngôn và suy nghĩ. Có lẽ tài năng và sự thành công đến với anh quá sớm, khi anh còn quá trẻ và non nớt, kết hợp với một cái tôi cá nhân cao và sự ảnh hưởng từ gia đình, mà cụ thể là hai người anh trai, đã khiến anh trở thành một kẻ lắm tài, nhiều tật. Cái nghiệp của Zeros không chỉ dừng lại ở đó. Với tính cách bồng bột, xu hướng hành động và phát ngôn thiếu suy nghĩ nhưng lại nổi tiếng sớm và được nhiều người quan tâm theo dõi đã khiến cho anh tiếp tục lún sâu hơn vào các rắc rối. Chỉ chưa đầy nửa năm sau khi drama nợ lương lắng xuống, Zeros lại tiếp tục gây bão mạng xã hội với gần như cùng một kịch bản, tức là phát ngôn lung tung, thiếu suy nghĩ trong lúc tinh thần bị ức chế và không thông suốt. Sau khi chỉ đạt hạng 5 cùng tập thể SBDC Esports cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục tại mùa xuân 2021, Zeros được cho là đã vô cùng ức chế về mặt tinh thần khi thành tích của anh đã tiếp tục suy giảm và chưa thể trở lại đỉnh cao như 2 năm trước dù góp mặt trong một tập thể nhiều ngôi sao. Thời điểm lúc bấy giờ, đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội trên toàn cầu và Việt Nam không phải là ngoại lệ, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hàng chục, hàng trăm triệu người, khiến mọi hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, bao gồm cả các hoạt động giải trí như tổ chức thi đấu eSports. Trong bối cảnh đó, Zeros đã có một buổi livestream trò chuyện, bàn luận về vấn đề này. Trong một phút thiếu suy nghĩ, anh ta đã có phát ngôn như sau. Vái trời cho dịch căng căng một tí cho Việt Nam không được đi MSI. Đúng 7 mùa, trong đó có 3 mùa tôi vô địch thì Việt Nam được đi nước ngoài, 4 mùa còn lại thì không.
đội người ta vô địch người ta cũng không được đi luôn, tôi cảm thấy tôi quá hên. Giờ chỉ cần đợi mùa sau tôi trở lại, dịch lại hết căng là ok. Một phát ngôn không chỉ thể hiện sự thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ trước khi nói mà còn bộc lộ đầy đủ sự trẻ con và ích kỷ của Minh Lộc tại thời điểm đó, khi anh không thể kiểm soát được cảm xúc ức chế vì không được đi MSI và từ đó Chu Dập đại diện Việt Nam cũng không thể thi đấu quốc tế nếu thiếu anh ta. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có bài học nào được rút ra từ câu chuyện phát ngôn lung tung vài tháng trước cả. Zeros lần này đã phạm phải một sai lầm tai hại hơn, trực tiếp chấm dứt sự nghiệp của mình. Sau phát ngôn nói trên, Riot Games đã có động thái điều tra và ra án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn đối với Zeros trên mọi giải đấu, ở mọi cấp độ trên toàn cầu do Riot tổ chức. Với động thái này, anh chính thức đi theo vết xe đổ của hai người anh trai, kết thúc thời gian làm tuyển thủ chuyên nghiệp với một vết đen có lẽ không bao giờ được rửa sạch, trở thành người con thành công nhất nhưng cũng là tai tiếng nhất trong gia đình. Sau những phát ngôn đi vào lòng đất, Zeros không còn lựa chọn nào khác ngoài quay về làm streamer để tiếp tục kiếm tiền. Tuy nhiên, không vì vậy mà cái tên này bớt đi độ hot, bởi lẽ trong thời gian còn thi đấu, anh đã thu hút cho mình một lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo với lối đánh hòa mỹ và kỹ năng thượng thừa. Bên cạnh đó, khi công cuộc chuyển đổi đơn vị phát hành game tại Việt Nam diễn ra vào hồi cuối năm 2022 vừa qua, nhiều người, trong đó có chính bản thân Zeros, đã đặt ra thắc mắc rằng liệu anh có cơ hội để trở lại đấu trường chuyên nghiệp hay không khi mà đơn vị tổ chức giải đấu tại Việt Nam đã có sự thay đổi. Đáp lại anh chỉ là một sự thật phũ phàng rằng Riot Games vẫn còn ở đó, không có sự thay đổi nào liên quan đến tổ chức này và dĩ nhiên họ vẫn còn nhớ về vết nhơ hơn một năm trước của Zeros, vì vậy câu trả lời chắc chắn là không thể. Trong mùa hè 2023 này, Zeros đã có hành trình leo thách đấu máy chủ Hàn Quốc cực kỳ ấn tượng với hai tài khoản đủ điều kiện được xếp vào hạng thách đấu. Cụ thể, anh được cho là đã mua tài khoản ở mức xếp hạng đại cao thủ với một số điểm tương đối. Dù vậy, việc một người chơi tay ngang mua tài khoản và vẫn có thể tiếp tục cày xếp hạng lên thêm vài trăm điểm để đạt thách đấu tại máy chủ Hàn Quốc vốn chưa bao giờ là điều đơn giản. Trong quá trình lập nên kỷ lục này, Zeros đã nhiều lần đụng độ và đánh bại những tuyển thủ đang thi đấu tại LCK, giải vô địch quốc gia Liên minh Huyền thoại danh giá nhất nhì thế giới. Kỹ năng cá nhân thượng thừa của anh vẫn còn đó, kinh nghiệm thi đấu và chơi game đã dày lên đáng kể. Zeros đã sử dụng những con bài đường trên chứ danh của mình như JC, Renekton để đả bại các đối thủ sừng sỏ, leo lên bậc xếp hạng cao nhất. Với mức elo ngang ngửa những tuyển thủ hàng đầu tại LCK ở cả hai tài khoản, Zeros thậm chí đã có dịp gặp gỡ, làm đồng đội với Faker trong một số trận đấu khi Quỷ Vương đang điều trị chấn thương tay. Chứng kiến màn trình diễn của anh tại bậc thách đấu của máy chủ được xem là có nền tảng kỹ năng khủng khiếp nhất thế giới, thứ đã trở thành quy chuẩn để lựa chọn tuyển thủ chuyên nghiệp, nhiều người đã không khỏi xót xa cho Zeros và cho cả VCS. Hiện nay, Zeros chỉ mới chưa đầy 23 tuổi, độ tuổi đang vào ngưỡng chín nhất của sự nghiệp tuyển thủ eSports, là thời điểm vàng mà ở đó các tuyển thủ đã trưởng thành, hoàn thiện về lối chơi, tích lũy đủ kinh nghiệm chinh chiến nhưng vẫn chưa quá lớn tuổi, có thể giữ được nền tảng kỹ năng đỉnh cao. Với số điểm hơn 600 tại hạng thách đấu máy chủ Hàn Quốc trên hai tài khoản, nếu không phải vì lệnh cấm sau phát ngôn đầy tai hại kia, có lẽ các đội ở VCS giờ này đang săn đón anh như một ngôi sao hạng A. Đáng lẽ ra, ở vào thời điểm vàng trong sự nghiệp như vậy, Zeros phải là một trong những lá cờ đầu ở khu vực đường trên của VCS mới phải, đặc biệt là sau những gì anh đã từng thể hiện khi chỉ mới là một tân binh. Ấy vậy mà những phát ngôn dại dột của anh đã hủy hoại tất cả, chấm dứt sự nghiệp lẫy lừng với một nốt rất trầm vào cái thời điểm mà tiềm năng phát triển của anh vẫn còn vô hạn. Vô số chữ giá như đã được cộng đồng thốt lên đầy cay đắng khi xem những pha highlight mãn nhãn của Zeros tại máy chủ Hàn Quốc. Giá như ngày đó Zeros bị câm, giờ này anh có lẽ đã thành công còn rực rỡ hơn những năm 2018-2019. Giá như ngày đó Zeros suy nghĩ kỹ hơn chút nữa, anh có lẽ đã góp mặt trong ngôi đền của những huyền thoại tại VCS. Giá như ngày đó Zeros biết kiềm chế một chút, có lẽ giờ đây đường trên của VCS đã ở một tầm cao, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Giá như ngày đó Zeros học được cách giữ mồm giữ miệng, có lẽ anh đã góp mặt cùng các đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế, cứu vớt màn trình diễn tệ hại gần đây của VCS. Tất cả những câu nói như vậy cuối cùng chỉ để bày tỏ một nỗi xót xa khôn nguôi đối với một thiên tài bất hảo, một con người lắm tài nhiều tật, một tài năng đã tự mình chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ khi vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở phía trước. Zeros là một con người có tài, có thực lực, có cả quyết tâm và là một tuyển thủ có đủ các tố chất về chuyên môn để có thể trở thành một huyền thoại của VCS, góp phần làm rạng danh khu vực. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, điều mà Zeros còn thiếu lại nằm ở cái đức, cái chỗ tối quan trọng của một người rằng phải biết khiêm tốn, biết phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ, biết uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Sự thiếu sót tai hại đó đã khiến Zeros tự rước tai họa vào sự nghiệp của chính mình.
chấm dứt mọi hy vọng và cơ hội trở lại dẫu còn trẻ, còn giữ được phong độ rất cao. Đây cũng là bài học vô cùng đắt giá, là tấm gương để lứa tuyển thủ trẻ ở VCS hiện nay rút ra được những bài học. Học lấy tinh thần thi đấu không biết e sợ, học lấy kỹ năng thượng thừa, nhưng quan trọng hơn là học cách để đừng phát ngôn bừa bãi như Zeros và học cách để hành xử chuyên nghiệp dù ở trong hay ngoài giải đấu. Một câu chuyện để lại quá nhiều tiếc nuối, song cũng có rất nhiều bài học giá trị được rút ra, phải không các anh em? Đừng quên cho Cà Phê Liên Minh chúng mình biết suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu thấy video này hay, hãy đừng quên để lại cho chúng mình những lượt thích, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em vào tách cà phê tiếp theo.